đang cãi nhau với một con chó cái thì bất ngờ bị con chó cái phản đâm. Đàn ông con trai mà cãi nhau hơn thua với con gái. Hèn, nghe vậy con ẻn ấm ức bỏ đi. Nó liền chạy ngay đến bệnh viện thẩm mỹ. Và bây giờ ẻn đã có quyền cãi nhau hơn thua với con gái. Sắp nhập học, em cắt cho nó kiểu nào tự tin hơn nhé. Ok. Và thế là ngày từ trường đã đến. Trong tiết học toán, cô giáo hỏi: ai tự tin làm được câu này nào? Ui giời ơi, kiểu tóc này quả đúng là tự tin. Đi học mà lúc nào cũng giọng tay lên bảng như thế này thì tí đu là ông nội của tự tin luôn rồi. Đúng là con trai của ta. Nhưng ngay sau đó, cô giáo đã cắt cho thân tí kiểu đầu một điểm, khiến nó ngầu nhất trường luôn. Hoặc là cắt đầu tóc kiểu vương miệng hoa hậu như thế này thì báo tự tin luôn. Đáng lẽ nó phải được tự do leo trèo, vậy mà bị ông bảy xích lại bằng sợi dây chỉ 2 mét. Chỉ 2 mét thôi sao? Thế là thằng tỷ đu liền lấy cái thước đo khoảng cách từ cây cột buộc con khỉ ra. Khi đứng ở vùng đất an toàn, thằng tỷ đu bắt đầu trêu chọc con khỉ. Nhưng nó đâu có biết rằng sợi dây của con khỉ đã bị đứt từ lúc nào không hay. Ê, vẽ hồ táo bức khỏe body. Dạo này sức khỏe đi xuống, uể oải không làm nghề được đâu anh ạ. Uống C-vit hàng ngày đi, mày cần bổ sung vitamin C đấy. Vài ngày sau, em khỏe lên rồi anh ơi, vẽ thôi. Được, vẽ bắp to và đẹp vào nhé, đừng phụ lòng tao. Ôi giời ơi, con sói bảo mày vẽ cơ bắp to hơn cơ mà, chứ nó có muốn ăn quả bắp siêu to khổng lồ này đâu. Cái này đẹp thế. Sau khi thắp hương cầu khấn, mong cho ông bà và trời đất phù hộ, chú ba liền nói với thằng Mai: mạnh mẽ lên con trai, không được khóc. Bố! Không biết chú ba đi đâu mà hai bố con sượt mượt thế nhở. Được rồi, đạp ga đi con gái. Trời ơi, thì ra chú ba đang chỉ cho bé hai tập lái xe ô tô à. Chú ba thắp hương cầu khấn để cầu nguyện được toàn mạng sau chuyến xe này đây mà. Cạc. Sau khi điệp viên này nói, con lợn kia liền phiên dịch: chúng ta đã bị mật lẹn vào căn cứ của địch thành công rồi. Cạc. Bước cuối cùng là hack vào hệ thống của chúng và copy toàn bộ dữ liệu vào laptop của chúng ta thôi. Cạc. Ôi không, laptop hỏng rồi, làm sao bây giờ? Oh no. Đúng quá rì, có cách rồi. Đang có khuyến mại laptop khi mua online ở Viettel Store, vừa đặt, nó giao tới liền bây giờ. À quên, con này nói thì không cần shop. Dạ anh, em tới giao laptop, có anh tự xưng là mật vụ, đặt giao tới địa chỉ này, anh đưa giúp em. Nani? Cạc. Thôi, chết rồi, đừng chửi thề nữa. Ôi, mày ngu mày chết, mày đi, mày kêu cái gì? Sao hỏi là khôn, sống ngu chết, kêu cái mày kêu. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ.